một cách để các bạn có thể giả lập được preset hay bộ lọc màu mà các bạn yêu thích trên điện thoại Samsung. Mình đã tải cái tấm hình có cái màu mà mình cảm thấy thích rồi này. Và đây là tấm hình mà mình muốn chỉnh. Thì các bạn sẽ mở lên, sau đó các bạn sẽ chọn vào cây bút ở trên giao diện xem ảnh. Ở trong này chúng ta sẽ nhấp vào trong cái phần cái bộ lọc màu. Ở đây chúng ta sẽ chọn về bộ lọc riêng, mình nhấp vào dấu cộng và mình tải cái bức ảnh có cái bộ lọc màu mà mình cảm thấy thích lên. Thì máy sẽ xử lý AI một xíu và nó sẽ ra được cái bộ lọc như thế này. Và bây giờ mình sẽ chỉnh lại một xíu cho cái tấm hình của mình nó ok hơn. Các bạn lưu ý là cái này nó sẽ không kiểu áp vào là các bạn ăn 100% nha. Nó sẽ tạo mô phỏng lại sơ sơ cái màu đó và mình vẫn phải chỉnh lại theo cái ý của mình cho mình cảm thấy nó ưng ý nhất. Và cái bộ lọc màu này các bạn cũng có thể giả lập cho các video luôn. Nó cũng sẽ tương tự giống như là cái chỉnh sửa ảnh hồi nãy. Nhưng mà không phải lúc nào cái này nó cũng cho ra một cái màu chính xác như các bạn yêu cầu đâu nhé. Bởi vì mỗi bức ảnh, mỗi cái màu nó sẽ có một cái bối cảnh khác nhau. Các bạn áp cái bộ lọc, sau đó các bạn chỉnh lại một xíu, nó sẽ ra được cái màu phù hợp và nó tiết kiệm thời gian hơn chẳng hạn.